Theo báo cáo đến nay, huyện Mỹ Đức vẫn còn 10 trên 22 xã, thị trấn bị ảnh hưởng trực tiếp từ mưa lũ. Đáng chú ý trên đoạn km 0 đến km 4 cộng 452,9 đường Tam Trúc, Khả Phong, mặt đường ngập sâu, trung bình từ 50cm đến 80cm, có vị trí ngập sâu 1m. Phương tiện không thể lưu thông, chỉ có thể dùng thuyền đò để đi lại. Con đường này thì cái nước năm nay lớn nhất trong từ trước đến nay. Khi chỗ này nó đã ngập vào đường Chú Hương và đi Tam Trúc Ba Sao, thì nó ngập đến tầm 1m, 2m rưỡi ở chỗ sâu. Thì cái phương tiện chỗ này thì được các anh em cảnh báo là cấm được đi lại bằng xe phương tiện, chỉ được phép lưu động bằng thuyền đò. Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, thường xuyên tuần tra, kiểm soát phương tiện qua tuyến đường này. Trong các cái biện pháp khi xảy ra các cái hiện tượng ngập úng thì đội thanh tra giao thông vận tải đã căn cứ theo các kế hoạch, các phương án của thành phố cũng như của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xây dựng các phương án và phân công lịch trực cho các anh em hướng dẫn các điểm chốt, đầu chốt để hướng dẫn cho bà con nhân dân đi lại và khu phân luồng và đảm bảo giao thông trên khu vực để cho người dân đi lại cho thuận tiện. Là lực lượng chủ chốt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức đảm bảo an toàn giao thông thường xuyên, liên tục từ khi có bão đến khi bão qua. Khi mà bão số 3 đã qua, hiện tượng ngập úng xảy ra ở một số tuyến đường như đường An Phú, đặc biệt chỗ cầu Ái Nàng và chỗ Hương Sơn đấy, thì đoạn Đồ Khê đấy, Yến Vĩ, thì đội cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra hướng dẫn người dân đi qua các điểm úng ngập và điểm nào ngập sâu quá thì cấm ngập sâu, cấm tuyến đường và chỉ các tuyến đường cho người dân đi vòng qua cho giao thông được thông suốt. Dự báo tình trạng ngập úng tại Mỹ Đức sẽ còn diễn ra trong nhiều ngày tới. Do đó, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuần tra, theo dõi để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án đảm bảo giao thông tại khu vực bị ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân lưu thông được an toàn.